công trình thế kỷ, một công trình thay đổi bộ mặt của tỉnh. Ở một góc nhìn từ trên cao để thấy sự hoành tráng, tất cả cảm nhận được sự quy mô khi thấy từ trên cao xuống. Công viên tượng đài là cách gọi quen dùng của người dân dành cho công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc. Được khánh thành vào năm 2010, công viên tượng đài trở thành biểu tượng của Long An. Nhiều người Long An xa quê nói rằng nhìn thấy công viên tượng đài là biết đã về tới nhà, vì công viên nằm trên tuyến quốc lộ 1 thuộc phường 5, nơi cửa ngõ vào thành phố Tân An. Một công trình đồ sộ và ý nghĩa. Được khánh thành năm 2010, công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc đã trở nên quen thuộc, là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. Hình ảnh cụm tượng đài cũng đi vào phim ảnh, MV, video như một điểm nhấn không thể thiếu khi nhắc đến Long An. Công trình công viên tượng đài có hai phần chính là tượng đài và công viên, bao gồm các hạng mục, điêu khắc, 6 trụ rồng và 2 tranh hoành tráng, hồ phun nước nghệ thuật và nhà trưng bày sự kiện lịch sử. Theo thuyết minh viên khu công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc, Lê Thị Như Ngọc, phần điêu khắc của tượng đài có nhóm tượng người mẹ và chiến sĩ cùng quần thể tượng Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc được thể hiện hết sức kỳ công và sâu sắc. Chị Ngọc nói, quần thể tượng Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc được bố cục theo dáng rồng thiêng đang vươn mình bay lên sau chiến thắng, là biểu tượng của tinh thần hướng tới tương lai tươi đẹp trên nền tảng quá khứ oai hùng mà nhiều thế hệ nhân dân và chiến sĩ Long An đã tạo ra. Trên thân rồng và đầu rồng khắc ghi hình ảnh của người chiến sĩ giải phóng và người mẹ Việt Nam cùng bay bổng trong chiến thắng khải hoàn. Bờm rồng là những khóm lá dừa vươn cao, che chở, ôm ấp cho con người của vùng đất Long An anh hùng. Bệ rồng là con thuyền cách mạng với những lượn sóng thăng trầm mà Đảng là người cầm lái vượt qua bão táp, phong ba, đưa nhân dân và chiến sĩ Long An đến bến bờ chiến thắng. Những hình tượng dân và quân được chạm sâu vào đá, ẩn hiện trong những dãy mây trùng điệp, nâng các nhân vật cùng con thuyền cách mạng bay lên trong không gian, hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc là điểm đến quen thuộc của mọi tầng lớp người dân trong và ngoài tỉnh, là địa điểm giáo dục truyền thống quan trọng, khẳng định tinh thần đánh giặc ngoan cường của Đảng bộ và nhân dân Long An trong kháng chiến chống Mỹ, xứng đáng với 8 chữ vàng Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc. Theo chị Ngọc, trung bình mỗi ngày, khu công viên tượng đài đón một đoàn khách đến tham quan và mỗi tháng có khoảng 300 khách lẻ đến khu công viên tượng đài tham quan, tìm hiểu. Vì được xây dựng nhằm phục vụ người dân nên công viên tượng đài mở cửa phục vụ miễn phí cho người dân, khách đoàn và khách lẻ, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Chị Ngọc cho biết, tại đây luôn có thuyết minh viên trực để phục vụ khách tham quan. Tại khu trưng bày hiện vật, khách có thể đến tham quan tự do hoặc liên hệ thuyết minh viên hỗ trợ, kể cả khách đoàn hoặc khách lẻ. Riêng đối với không gian trưng bày 8 chuyên đề, do đặc thù khi hoạt động cần phải vận hành một hệ thống lớn bao gồm đèn điện, máy lạnh, nên chỉ mở cửa phục vụ khi đoàn khách đủ từ 8 người trở lên. Trên. Bạn đã theo dõi, hãy like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé.